Hôm nay, sự kiện họp báo công bố chương trình Street Dance Việt Nam, đây chính là nhảy đường phố đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự góp mặt của 4 captain đội trưởng Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên là Trọng Hiếu, Kay Trần, Bảo Anh, Chipu. Cùng với đó là dàn cố vấn, giám khảo chuyên môn là Việt Mắc, Mai Tinh Vi, Linh Ba T, Đo Đo, đại diện nhà sản xuất và bên cạnh đó là sự góp mặt của đông đảo các cơ quan báo chí truyền thông. Thành công với phiên bản gốc tại Trung Quốc, mùa đầu tiên của Street Dance Việt Nam hứa hẹn sẽ bùng nổ với sân khấu trình diễn hoành tráng, đầy sáng tạo. Street Dance Việt Nam sẽ được sản xuất với chất lượng chuẩn quốc tế, với sự gắn kết chặt chẽ giữa đội ngũ trong và ngoài nước. Street Dance Việt Nam tôn vinh văn hóa đường phố và tinh thần sáng tạo nghệ thuật, theo đuổi đam mê bất diệt của thế hệ trẻ. Dù đó là ai, mainstream hay underground, tất cả đều đến với Street Dance để cùng nhau tạo nên những câu chuyện rất đẹp của văn hóa đường phố. Trong mùa đầu tiên tổ chức, Street Dance Việt Nam tập trung vào 4 từ khóa: Real, sống thật, Diversity, đa dạng, sáng tạo, Respect, tôn trọng và Peace, hòa bình, yêu thương. Chia sẻ với tất cả các bạn thì có anh là đội trưởng của Team Dragon. Thì mọi người cũng biết là trong một cái lĩnh vực rất là dũng mãnh nhưng mà cũng rất là uyển chuyển. Cho nên là có anh hy vọng là đội của anh sẽ là một đội kiệt mạnh nhưng mà luôn luôn có sự uyển chuyển trong những cái vòng tiếp theo để đi đến cuối chặng đấu. Bọn hy vọng là khán giả sẽ xem Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên, ủng hộ cho Street Dance Việt Nam cũng như là cả 4 team luôn, bởi vì chúng tôi đang có những tuyển thủ xuất sắc nhất Việt Nam có thể đem đi đấu quốc tế được. Hãy chờ đón nha.